Chào mừng các bạn đến với clip mới của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ở Quy Nhơn và Tuy Hòa. Phương tiện di chuyển là bằng tàu hỏa. Nếu các bạn có kế hoạch đi du lịch như thế này thì các bạn có thể tham khảo phần chia sẻ của mình nhé. Trước khi đi, các bạn có thể tìm hiểu về thời tiết, giá tour. Trong giá tour có liệt kê lịch trình, các điểm đến, ăn, ở, xe đưa đón, v.v. Người ta làm chi tiết cho các bạn. Sau đó các bạn có thể là bổ sung, chỉnh sửa sao cho phù hợp với yêu cầu của mình. Nói chung là các bạn lên số lượng người đi trong mấy ngày và mức giá dao động là từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì bên tour sẽ cho bạn chi tiết. Gia đình mình cũng làm như vậy. Nếu các bạn lái xe tự túc đi thì sẽ giảm được phần nào đó chi phí nhưng sẽ trở ngại về đường xá không quen và giao thông v.v. Bây giờ là 19:30, mình đã có mặt tại ga Long Khánh và đi chuyến tàu ra Quy Nhơn khởi hành lúc 20 giờ. Gia đình mình đặt giường nằm cho dễ ngủ vì dự kiến tàu chạy khoảng 10 tiếng đến 10 tiếng 30 phút mới đến Quy Nhơn. Vì đây là lần đầu tiên di chuyển xa bằng tàu hỏa, với lại gia đình mình có hai em bé nữa nên đặt phòng 6 giường chung với nhau cho dễ quản lý. Do chưa quen đi tàu lửa xa nên tối hôm qua những người lớn hơi khó ngủ, nhưng mà còn hai em bé thì ngủ ngon nha. Sáng thức dậy thấy tỉnh táo đi lòng vòng trong xe rồi đứng ngắm cảnh nữa chứ. Ồ, thiệt là thích quá đi. Hỏi lần sau đi nữa không? Dạ có. Bây giờ là đúng 8:15 thì đoàn của mình đã đến ga Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn và chuẩn bị tham quan du lịch biển tại thành phố Quy Nhơn. Ga Quy Nhơn là ga cuối. Khi mà các bạn nào mà đi xa hơn Quy Nhơn thì sẽ đến ga Diêu Trì. Giờ đi thẳng, còn đi Quy Nhơn thì đến ga Diêu Trì thì sẽ rẽ vô ga Quy Nhơn. Ga cuối cùng. Và vài bữa nữa mình đi về lại thì mình cũng đi xe này. Mình đặt vé khứ hồi. Sĩ Lan đi trước nè, Sĩ Lan tối qua ngủ được nên bây giờ là đi khá là thoải mái. Rồi cái nón có hai cái lỗ tai nhìn có đã không? Ga Quy Nhơn nằm ngay trung tâm thành phố, là một nhánh của tuyến đường sắt Bắc Nam hướng từ ga Diêu Trì. Ga không phải là ga lớn, chủ yếu vận chuyển hành khách và hàng hóa đến ga chính là ga Diêu Trì. Tuy nhiên, hiện nay ngành đường sắt đã đưa vào sử dụng đôi tàu địa phương chạy từ ga Quy Nhơn đến ga Sài Gòn và ngược lại hàng ngày, giúp cho người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Bình Định nằm ở miền Trung Việt Nam, là một điểm đến hấp dẫn với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Được biết đến với danh xưng vùng đất võ, gắn liền với tên tuổi người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Bình Định không chỉ nổi tiếng với truyền thống võ thuật mà còn sở hữu vẻ đẹp của biển cả, núi non và các di tích lịch sử. Cảnh quan thiên nhiên Bình Định có bờ biển dài hơn 134 km, với nhiều bãi biển hoang sơ, nước biển trong xanh như là bãi tắm Kỳ Co, Eo Gió và Hoàng Hậu. Những địa danh này thu hút đông đảo du khách không chỉ bởi cảnh quan tuyệt đẹp mà còn bởi các hoạt động giải trí như là lặn biển và thưởng thức hải sản tươi ngon. Đây là khách sạn Paradise mà gia đình mình lưu trú trong những ngày ở Quy Nhơn. Khách sạn này nằm ngay trung tâm, gần biển, gần công viên, rất thuận tiện cho các bạn đi dạo nha. Được cái nữa là giá phòng ở đây khá là rẻ. Từ khách sạn này là mà đi bộ ra đến bờ biển Quy Nhơn đó các bạn chỉ mất khoảng 10 phút để các bạn tập thể dục thôi. Mình cũng có một cái thói quen là khi đi du lịch đến một nơi nào đó, thích dậy sớm để ngắm cảnh hay là đi dạo, và ở Quy Nhơn cũng vậy. Sáng nay mình sẽ đi dạo từ khách sạn ra đến bờ biển và chia sẻ những gì mình thấy và mình biết cho các bạn.
Chỉ vài bước chân là mình đã ra đến công viên, và ở đây người ta cũng có để những chiếc xe đạp trên vỉa hè để cho khách thuê, giống như ở Sài Gòn vậy đó các bạn. Mình đi ngang trên trục đường chính, đó là Nguyễn Tất Thành nối với An Dương Vương qua dòng Xuyến. Đây là trục đường chính rộng và đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn đó các bạn. Phía trước các bạn đó là tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành, tọa lạc ngay quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn luôn. Đây là một công trình đẹp có ý nghĩa lịch sử văn hóa mang tầm thời đại của quê hương Bình Định, nơi Bác Hồ có thời gian sống cùng người cha của mình ở mảnh đất Bình Khê ngày ấy. Tượng đài có chiều cao 15,5m, được đúc từ chất liệu đồng. Tượng có bố trí là cụ Nguyễn Sinh Sắc đứng về phía Bắc, Nguyễn Tất Thành đứng về phía Nam, cả hai cha con cùng nhìn ra biển Đông. Phía sau tượng đài là bức phù điêu bằng đá xanh hình cánh cung dài 76m, miêu tả khái quát bối cảnh của Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20 khi mà bị thực dân Pháp xâm lược, khắc họa hình ảnh hành trình từ khi mà Bác Hồ sinh ra đến những chặng dừng chân của người trên đường vào Nam trước khi tìm đường cứu nước. Ai cũng biết là lăng Bác Hồ nằm ở Hà Nội, nhưng lăng của cha Bác Hồ nằm ở đâu thì có người biết, người không biết, nhưng mà đa số là nhiều người không biết. Thì sẵn đây mình cũng xin chia sẻ, lăng của cha Bác Hồ là nằm ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đó cũng là quê hương của mình đó các bạn. Nếu có dịp về miền Tây hãy ghé Đồng Tháp đất sen hồng và một lần viếng lăng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc nhé. Đây là bãi biển Quy Nhơn. Dọc bãi biển Quy Nhơn là đường An Dương Vương và đường Xuân Diệu cắt nhau bởi quảng trường. Quy Nhơn là một đô thị loại 1 với hơn 480.000 dân. Quy Nhơn nép mình giữa một bên là biển, một bên núi, với những bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng mịn và làn nước trong xanh đẹp mê hồn. Khác với những bãi biển khác của vùng đất miền Trung, biển Quy Nhơn được xem là một nét chấm phá đầy hoang sơ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người nơi đây. Phía xa kia là gành ráng Tiên Sa. Thắng cảnh gành ráng trải dài dọc bờ biển uốn lượn hàng cây số, nước biển trong xanh. Nơi đây có bãi đá trứng là quần thể Sơn Thạch, còn gọi là bãi tắm Hoàng hậu. Trước kia Hoàng hậu Nam Phương đã từng đến đây tắm. Ngoài ra nơi đây còn là nơi ăn nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Do mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo, ông đã phải sống những năm tháng cuối đời trong trại phong Quy Hòa, rồi qua đời khi mới 28 tuổi và đã để lại những án thơ bất hủ cho đời. Người dân Quy Nhơn có thói quen thức sớm để tập thể dục rồi tắm biển, và ở đây mỗi người đều có mang theo một cái xô cột sẵn sợi dây để sau khi tắm xong lên bờ họ tắm lại bằng nước ngọt, vì ở trên bờ có một cái giếng nước công cộng. Dạo quanh thành phố Quy Nhơn thì có dịch vụ xe điện. Dịch vụ xe điện này là chạy vòng quanh các đường trung tâm của thành phố Quy Nhơn với giá là 250k. Mình đang đi trên cầu Thị Nại để mình quay về hướng thành phố Quy Nhơn. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình của mình ở Quy Nhơn đó là bãi tắm Kỳ Co. Nếu tính từ khách sạn chỗ mình ở đến bãi cano đi Kỳ Co là khoảng 20 km. Trên đường đi thì chúng ta sẽ đi ngang qua đầm Thị Nại. Quy Nhơn không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, những địa điểm du lịch yên bình, hoang sơ, mà còn nổi danh với cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đó là cầu Thị Nại. Công trình xây dựng cầu Thị Nại này được khởi công vào năm 2002 và hoàn thành 2006. Cầu có chiều dài gần 7 km, phần chính của cầu dài gần 2,5 km và có chiều rộng là 14,5m. Không chỉ mang vẻ đẹp yên bình, thơ mộng, đầm Thị Nại còn gắn liền với những trận thủy chiến nổi tiếng và số phận của nhiều triều đại. Nằm ở vị trí quan trọng là cửa ngõ dẫn vào kinh đô Chiêm Thành khi xưa và triều Tây Sơn sau này. Đầm Thị Nại trong lịch sử đã chứng kiến nhiều trận đánh long trời lở đất. Năm 1801, Nguyễn Ánh cử đại binh tiến vào Thị Nại, dùng mưu đánh bại thủy binh của Tây Sơn, thành Quy Nhơn thất thủ. Đây là trận thủy chiến lớn nhất và sau cùng giữa nhà Tây Sơn và quân Nguyễn Ánh. Các sử gia nhà Nguyễn sau này ghi nhận là đệ nhất vũ công, người đời sau xem đây là trận xích bích của Việt Nam.
Về thành phố biển Quy Nhơn, bạn hãy một lần đến đầm Thị Nại thả hồn mình giữa sơn thủy hữu tình, lắng lòng trước bao thăng trầm của lịch sử, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Trên đường qua Kỳ Coi thì mình ghé đồi cát để check in. Nếu đi sớm một chút, ít nắng thì ở đây chợ cát cũng bao đã nha các bạn. Tuy nhiên lúc đoàn mình đến thì nắng đã quá gắt nên chụp hình ai cũng nhăn mặt. Nơi đây nổi tiếng với những triền cát nối đuôi nhau trải dài, khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ. Nếu muốn ngắm bình minh lối dạng trên đồi cát, bạn có thể đến đây vào buổi sáng sớm. Ngoài ra bạn muốn tham gia hoạt động trượt cát thú vị trên đồi cát thì hãy đến vào buổi sáng hoặc xế chiều nhé. Này, tham quan đồi cát xong, bây giờ tiếp tục đến một điểm mới. Chia tay đồi cát, gia đình mình tiếp tục lên xe di chuyển đến bến cano Kỳ Co. Nước biển ở đây trong xanh rất đẹp nha các bạn. Ngồi trên cano lướt qua những con sóng bập bềnh, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ của biển trời bao la, cái cảm giác thật thú vị làm sao đó các bạn. Hôm nay là thứ tư nhưng mà ở Kỳ Co này rất là đông luôn các bạn. Hôm nay trời nắng đẹp. Ngày hôm qua thì thấy dự báo thời tiết thì có áp thấp nhiệt đới, nhưng mà rất là may là vừa và gia đình mình vừa đến đây thì áp thấp nhiệt đới cũng đã tan rồi. Hôm nay ở Kỳ Co rất đông khách du lịch nhưng được cái là nắng cũng gắt nữa. Đi tắm biển các bạn phải nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ da các bạn nhé. Ở đây có trải nghiệm bay dù lượn, mỗi dù có thể đi chung 2 người, có flycam bay theo để quay các bạn luôn, như mình đang quay cho các bạn xem đó. Một món quà rất là bất ngờ tại bán đảo Kỳ Co dành cho các bạn cũng như là các trẻ em, đó là chương trình giải trí sư tử biển. Chương trình được thực hiện bởi toàn bộ đội ngũ chuyên nghiệp người Nga, bởi họ tuân thủ nghiêm ngặt những hành động đạo đức trong việc huấn luyện và chăm sóc động vật hoang dã. Những chú sư tử biển được vận chuyển trực tiếp từ đất nước Nga xa xôi và chúng được nuôi dưỡng trong một môi trường sống cân bằng và lành mạnh. Những con sư tử biển được huấn luyện để thực hiện các hành vi bắt chước như là vỗ tay, giả vờ những chuyển động của con người và tham gia các trò chơi do người huấn luyện hướng dẫn. Đến đây các bạn sẽ được giải trí với những cảm xúc vỡ òa và phấn khích, tất cả tạo nên một đời show tuyệt vời, món quà hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Bãi tắm Kỳ Co là một bãi tắm với màu nước trong xanh, bãi cát trắng và mịn, một trong những bãi tắm đẹp nhất ở Quy Nhơn. Bạn sẽ cảm nhận được điều thú vị khi đến với bãi biển Kỳ Co này là nước ở đây rất là mát và cạn. Bạn có thể thỏa thích thả mình trong làn nước xanh ngọc bích, bơi ra xa hàng trăm mét mà nước chỉ mới có ngang cổ các bạn thôi. Còn gì thú vị hơn khi mà chán chơi nô đùa với làn nước trong xanh, bạn có thể đặt chân trần đi dạo trên những bãi đá, hang động, những góc ngách để các bạn có thể chụp ảnh rất đẹp cho chuyến đi của mình nha. Phòng vé tham quan eo gió giá vé người là 22.000 đồng một người nha. Eo gió
một hành lang ngắm cảnh biển nằm trên vách đá quanh năm lộng gió. Đứng từ eo gió, các bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hài hòa, có núi, có biển, đắm say lòng người. Đây cũng là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp mà các bạn có thể trải nghiệm. Nơi đây nổi tiếng với con đường đi bộ ven vách núi, ven vách đá rất là độc đáo. Bây giờ các bạn cùng mình đi dạo một vòng nhé. Tên gọi nơi đây bắt nguồn từ hình dáng địa lý rất đặc biệt. Một eo biển nhỏ được ôm trọn bởi những rặng núi cao, gió và nước biển đã không ngừng kiến tạo, đem đến một mỹ cảnh trần gian độc nhất vô nhị. Buổi tối của gia đình mình là đi dạo ở khu ẩm thực. Gia đình mình đi city tour nha. City tour thành phố Quy Nhơn. Trên chiếc xe tút tút. Dịch vụ xe điện ở trung tâm thành phố Quy Nhơn rất là tiện lợi cho du khách khi mà đến đây. Và nếu đã có dịp đến Quy Nhơn, Bình Định thì các bạn cũng nên thử qua những trải nghiệm thú vị trên biển Quy Nhơn về đêm nhé. Thường du lịch Quy Nhơn về đêm sẽ trở nên đẹp hơn, bình yên và lung linh hơn khi những quán cà phê, nhà hàng, quán ăn ở bên bờ biển bắt đầu lên đèn và trở thành nơi lý tưởng để bạn nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí, ngắm nhìn biển đêm lấp lánh, được điểm xuyến bởi những ánh đèn. Đây, bánh bao của cô là ngon nhất của Quy Nhơn nè. Bánh bao nhà làm luôn, địa chỉ là 118 Lê Lợi, ngay góc ngã tư luôn. Tại vì mình luôn. Khám phá khoa học, số 10 đại lộ khoa học, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Trung tâm khám phá khoa học ở thành phố Quy Nhơn này là một trong hai trung tâm ở Đông Nam Á. Đông Nam Á mình có hai trung tâm này thôi nha. Trung tâm này được đưa vào hoạt động năm 2022. Trung tâm khám phá khoa học là điểm đến tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Quy Nhơn là trung tâm khoa học vũ trụ đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Không chỉ là một điểm đến hấp dẫn với vô vàn góc sống ảo và không gian thú vị, trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn còn là nơi để khơi gợi niềm đam mê về khoa học, thỏa sức chìm đắm trong không gian vũ trụ, ngân hà và các hành tinh. Để đến được trung tâm khám phá khoa học này thì theo mình các bạn phải theo dõi thật kỹ lịch trình của trung tâm được đăng tải trên fanpage và cổng thông tin bán vé trực tuyến, vì có rất nhiều người đã không nắm được lịch trình hoạt động của trung tâm mà không mua được vé, hoặc là khi đến nơi rồi thì đã hết vé vì số lượng vé bán trong ngày có giới hạn nha các bạn. Trung tâm gồm hai công trình tòa nhà chính và trạm quan sát thiên văn phổ thông, gồm 7 phòng trưng bày với các chủ đề khác nhau,
như là hệ mặt trời, khám phá sao hỏa, chơi mà học, vì sao lại thế, khám phá vật chất, khám phá không gian, v.v. được tái hiện sinh động trong các phòng trưng bày. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng mình vào trong khám phá nhé. Ngay khi vừa bước vào trung tâm tòa nhà chính là cảm giác thật sự ấn tượng khi mà được đắm chìm giữa cả một cái không gian ngân hà tuyệt đẹp với những phiên bản thu nhỏ của các hành tinh. Và đây chính là phòng khám phá hệ mặt trời, nơi mà được coi là điểm nhấn chính của trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn. Đây là thứ tự các hành tinh trong hệ mặt trời nè. Đây là sao Thủy, sao Thủy, sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa. Rồi bên đây là sao Mộc, này sao Mộc. Đây là sao Thổ. Sao Thổ, xong rồi đến đây có hai cái sao khác là sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Đó. Đây là hình ảnh mô phỏng các vụ nổ của các siêu tân tinh phóng những cái nguyên tố nặng ra không gian. Đây những cái vụ nổ nè, đó. Vụ nổ. Điểm nhấn giữa căn phòng này đó là quả cầu mô phỏng hành tinh, nơi đặc điểm bề mặt của các thiên thể sẽ được tái hiện vô cùng trực quan và sinh động. Phòng triển lãm khám phá sao Hỏa, đây là xe tự hành, còn gọi là xe tò mò, đã được phóng lên và đổ bộ lên sao Hỏa năm 2012 với nhiệm vụ là phân tích khí hậu, địa chất của hành tinh đỏ này. Từ các số liệu này thì nhằm đánh giá được là có thể sinh sống tại hành tinh này hay không. Chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến mô hình con tàu này với tỷ lệ thật luôn. Đây là tỷ lệ thật của con tàu đổ bộ khám phá sao Hỏa năm 2012 nha các bạn. Xe này nên là mình mới thấy được là khi mà người ta đưa một cái chiếc xe tự hành lên sao Hỏa rất là khó khăn, rất là phức tạp, với một cái khối lượng rất là lớn như vậy. Ước mơ được đặt chân lên sao Hỏa sẽ được thực hiện hóa tại căn phòng này thông qua những mô hình tương tác có tính trực quan cao, chẳng hạn như là xe tự hành mà mình quay cho các bạn xem nè, đang làm nhiệm vụ phân tích địa chất và khí hậu trên sao Hỏa, thử cân và so sánh sự chênh lệch khối lượng hoặc là trọng lực giữa sao Hỏa với trái đất nha. Trải nghiệm trọng lực trên sao Hỏa và trên trái đất. Rồi mình sẽ bước xuống thì cân, mình đeo đồ, mình đầy đủ chân đây nè. Thì mình sẽ coi mình bao nhiêu ký. 68 ký. Sao Hỏa, mình cân trên sao Hỏa nè. Trên sao Hỏa mình là còn có 24 ký. Lực gió trên sao Hỏa là do không khí trên sao Hỏa rất loãng, nên dù tốc độ gió rất nhanh nhưng lực gió ở trên sao Hỏa vẫn rất yếu so với trái đất. Hãy thử cảm nhận điều đó thông qua mô hình này nhé. Những đặc điểm của sao Hỏa sẽ cho bạn hiểu thêm về việc đưa thành công của người đặt chân lên một hành tinh khác. Mỗi mô hình đều mang đến cảm giác độc đáo, ấn tượng và có phần kỳ lạ, nhưng đều gắn với định lý trên thực tế, nơi chúng ta tìm hiểu về các thách thức trước môi trường và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trong một căn buồng nhỏ chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cơn lốc xoáy và trải nghiệm sự thay đổi của các cấp độ gió. Sau trải nghiệm ở căn phòng này thì chúng ta sẽ cảm thấy yêu trái đất mình hơn và nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường hiện nay là rất cấp thiết. Bây giờ mình sẽ thí nghiệm cái vai trò của rừng ngập mặn. Đây là rừng ngập mặn nè, để ngăn sóng biển đánh vào bờ, đó là bờ. Mình sẽ nhấn cái nút thì ở đây sẽ tạo ra cái sóng và đánh vô cái rừng ngập mặn, và rừng ngập mặn sẽ ngăn sóng biển như thế nào nha. Đây là sóng đang đánh,
sóng nó đánh nè, thì nó sẽ tác động vô những cái cánh rừng như thế này. Và ở ngoài đầu nguồn sóng là rất là lớn luôn. Đó, rất là lớn. Khi vô đến rừng, rừng thì nó sẽ cản lại rất là nhiều. Và đến bờ biển thì bờ biển nó chỉ là rung rinh, nó tạo cơn sóng rất là nhỏ thôi. Trái đất của chúng ta đang nóng dần lên, mẹ thiên nhiên đang gửi những tín hiệu cảnh báo tới con người nhiều hơn. Và ngay từ những hành động nhỏ nhất là đang góp phần bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. Đây là mô hình vận tốc âm thanh. Khi tia sáng bị bẻ cong, đi quay từ từ chú Thắng, chú Thái quay vậy. Cong. Thẳng nè, rồi đó, thẳng nè. Cong nè. Rồi, đó, khúc xạ nè. Cong. Lửa điện lết ma. Lết ma là thể thứ tư trong bốn thể của vật chất, bao gồm là thể rắn, thể lỏng, thể khí và thể lết ma. Tại căn phòng này sẽ đem đến cho các bạn cái nhìn tổng quát về các ngành khoa học đã được dạy trong nhà trường như là toán, lý, hóa, từ những thí nghiệm kinh điển đến những áp dụng trong thời đại ngày nay. Ngoài những phân khu để khách tham quan còn có khu trình diễn, mà ở đó khách tham quan sẽ được xem các nhân viên của trung tâm biểu diễn, các thí nghiệm và giao lưu với khán giả. Những hiện tượng tự nhiên quá quen thuộc sẽ được mổ xẻ tại căn phòng này. Theo từng mô hình khác nhau sẽ có những trò chơi về khái niệm đơn giản để ứng dụng trên thực tế. Ấn tượng nhất là những phần thuyết trình của các bạn nhân viên tại đây giải thích về các hiện tượng tự nhiên qua các mô phỏng dễ hiểu. Bây giờ khi mà chị khởi động hệ thống là của con này thì sau bộ bàn này con đều sẽ có điện, thì em vẫn cứ định theo tiêu chuẩn của giúp chị nhé, đừng buông tay nhé. 1 2 3. Hình như chúng ta đã thấy hình tượng bắt đầu xuất hiện rồi đó ạ. Và chúng tôi, em có biết điều gì đang xảy ra với mình không? Dạ, bạn nhìn thấy tóc của mình đang dựng đứng lên và buông xòe ra. Em có thích nói tóc mới này không? Em có thích là bạn đã thôi rồi ạ. Dạ, vậy thì các anh chị bên dưới, các anh chị thấy tóc mới của bạn có đẹp không ạ? Trải nghiệm với đài Thiên Văn Quy Nhơn để thưởng thức được vẻ đẹp của hệ mặt trời, những chòm sao, thì thời điểm đến trạm Thiên Văn chắc chắn là buổi tối rồi. Nhưng bạn cũng cần phải liên hệ trước với trung tâm để xem lịch trình trải nghiệm thiên văn học ban đêm như thế nào nhé. Mình xin chia sẻ thời gian cụ thể để các bạn tiện theo dõi. Thời gian mà mở cửa là chỉ vào các tối thứ bảy thôi các bạn, lúc 19 giờ đến 21 giờ. Các bạn mua vé trực tiếp đến trung tâm mua luôn. Lúc 18:45 thì người ta sẽ mở cửa bán vé. Còn mua trên online, mua trực tuyến cũng được nữa. Người ta bán trước cho các bạn từ 1 đến 5 ngày. Không chỉ những ai yêu thích thiên văn mà dù ở độ tuổi nào, bạn cũng nên ghé thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các vân tinh, chòm sao hay là cả thiên hà qua kính ngắm.